Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 7, Tương Ưng Như Ý Túc. Phẩm Ca Ba La. Bờ bên kia có bốn như ý túc này. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc, câu hữu giới dục định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, câu hữu giới tinh tấn định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, câu hữu giới tâm định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, câu hữu giới tư duy định tinh cần hành. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn như ý túc, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. Thối thất. Với những ai bốn như ý túc bị thối thất, này các tỷ kheo, với những người ấy bị thối thất là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Với những ai bốn như ý túc được thực hiện, này các tỷ kheo, với những người ấy được thực hiện là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc, câu hữu giới dục định tinh cần hành. Tinh tấn định, tâm định, tu tập như ý túc, câu hữu giới tư duy định tinh cần hành. Với những ai bốn như ý túc này bị thối thất, này các tỷ kheo, với những người ấy bị thối thất là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Với những ai bốn như ý túc này được thực hiện, này các tỷ kheo, với những người ấy được thực hiện là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Thánh. Có bốn như ý túc này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, trở thành những thánh lãnh đạo, dắt dẫn những ai thực hiện đi đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc, câu hữu giới dục định tinh cần hành, tinh tấn định, tâm định, tu tập như ý túc, câu hữu giới tư duy định tinh cần hành. Có bốn như ý túc này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, trở thành những thánh lãnh đạo, dắt dẫn những ai thực hiện đi đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Yếm ly. Có bốn như ý túc này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc, câu hữu giới dục định tinh cần hành, tinh tấn định, tâm định, tu tập như ý túc, câu hữu giới tư duy định tinh cần hành. Bốn như ý túc này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Một phần. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ, này các tỷ kheo, đã thực hiện một phần như ý túc. Tất cả những vị ấy đã làm như thế nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong thời tương lai, này các tỷ kheo, sẽ thực hiện một phần như ý túc. Tất cả những vị ấy sẽ làm như thế nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong hiện tại, này các tỷ kheo, có thực hiện một phần như ý túc. Tất cả những vị ấy đang làm như thế nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc, câu hữu giới dục định tinh cần hành, tinh tấn định, tâm định, tu tập như ý túc, câu hữu giới tư duy định tinh cần hành. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã thực hiện một phần như ý túc, sẽ thực hiện, đang thực hiện một phần như ý túc. Tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc.
toàn diện. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã thực hiện toàn diện như ý túc. Tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong thời tương lai, này các tỷ kheo, sẽ thực hiện toàn diện như ý túc. Tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong thời hiện tại, này các tỷ kheo, đang thực hiện toàn diện như ý túc. Tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu, giới dục định, tinh cần hành, tinh tấn định, tâm định, tu tập như ý túc câu hữu, giới tư duy định, tinh cần hành. Những vị sa môn hay bà la môn nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã được hiện toàn diện như ý túc, sẽ thực hiện toàn diện như ý túc, đang thực hiện toàn diện như ý túc. Tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Tỷ kheo, những tỷ kheo nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí đã chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tất cả các vị ấy đều nhờ đã tu tập, đã làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những tỷ kheo nào trong thời tương lai, này các tỷ kheo, đã đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, sẽ tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những tỷ kheo nào trong thời hiện tại, này các tỷ kheo, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu, giới dục định, tinh cần hành, tinh tấn định, tâm định, tu tập như ý túc câu hữu, giới tư duy định, tinh cần hành. Những tỷ kheo nào trong thời quá khứ, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, sau khi tự mình chứng ngộ giới thắng trí, đã chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sẽ chứng đạt, đang chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc này. Phật hay A-la-hán, này các tỷ kheo, có bốn như ý túc này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu, giới dục định, tinh cần hành, tinh tấn định, tâm định, tu tập như ý túc câu hữu, giới tư duy định, tinh cần hành. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn như ý túc. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, Như Lai được gọi là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Trí, giới suy tư, đây là như ý túc câu hữu, giới dục định, tinh cần hành. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, ở đây ta, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên, giới suy tư, như ý túc câu hữu, giới dục định, tinh cần hành này, cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, ở nơi ta, nhãn khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên, giới suy tư, như ý túc câu hữu, giới dục định tinh cần hành này đã được tu tập. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, ở nơi ta, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Như trên, chỉ khác đây là tinh tấn định. Như trên, chỉ khác ở đây là tâm định. Như trên, chỉ khác đây là tư duy định. Sataya, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali, tại Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn.
Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Vesali để khất thực. Sau khi đi vào Vesali để khất thực, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, Thế Tôn gọi Tôn giả A Nan: "Hãy cầm tọa cụ, này A Nan, ta sẽ đi đến đền thờ Kapala để nghỉ trưa." Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tôn giả A Nan dâng đáp Thế Tôn, cầm tọa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn đi đến đền thờ Kapala. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Tôn giả A Nan đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan đang ngồi một bên: "Này A Nan, khả ái thay Vesali, khả ái thay đền thờ Ujjana, khả ái thay đền thờ Gotamaka, khả ái thay đền thờ Satabaka, khả ái thay đền thờ Bahubutta, khả ái thay đền thờ Saramjaja, khả ái thay đền thờ Kapala. Này A Nan, những ai đã tu tập bốn như ý túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo, thời nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này A Nan, này Như Lai đã tu bốn như ý túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này A Nan, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại." Nhưng Tôn giả A Nan không thể chấp nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện thệ, hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người." Và tâm Tôn giả A Nan bị ma dương ám ảnh. Lần thứ hai Thế Tôn, lần thứ ba Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan: "Này A Nan, khả ái thay Vesali, khả ái thay Ujjana, có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại." Tuy vậy, Tôn giả A Nan không thể nhận hiểu, vì tâm của Tôn giả A Nan bị ác ma ám ảnh. Rồi Thế Tôn nói Tôn giả A Nan: "Này A Nan, hãy đi và làm những gì ông nghĩ là phải thời." Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tôn giả A Nan dâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phế hữu hướng về Ngài, rồi đi đến một gốc cây không xa bao nhiêu. Tôn giả A Nan đi ra chưa bao lâu, ác ma liền đến chỗ Thế Tôn. Khi đến xong, liền thưa với Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo của ta chưa trở thành những vị đệ tử có học, có kỷ luật, tự chủ, đạt được an ổn khỏi khổ ách, đa văn, trì pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống thuận chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, họ chưa có thể cực vấn và khéo hàng phục, chưa có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nhưng nay những tỷ kheo của Thế Tôn đã trở thành những vị đệ tử có học, có kỷ luật, tự chủ, đạt được an ổn khỏi các khổ ách, đa văn, trì pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống thuận chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, họ đã có thể cực vấn và khéo hàng phục, đã có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Như vậy, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo ni của ta chưa trở thành những vị đệ tử có học, có kỷ luật. Khi nào những nam cư sĩ của ta
Khi nào nữ cư sĩ của ta chưa trở thành những vị đệ tử có học, có kỷ luật, tự chủ, đạt được an ổn khỏi khổ ách, đa văn trị pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống thuận chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi nào có tà đạo khởi lên, họ chưa có thể cực vấn và khéo hàng phục, chưa có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những nam cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp, đầy đủ chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, họ đã có thể cực vấn và khéo hàng phục, và có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Như vậy, Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ. Khi nào phạm hạnh ta giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài người. Bạch Thế Tôn, nay phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài người. Như vậy, Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với ác ma: Này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng, bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Và tại chỗ Kabbala, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ hành, không duy trì mạng sống lâu hơn nữa. Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng sống thêm nữa, thời đại địa chấn động, ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sấm trời vang dậy. Thế Tôn nhận hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, lúc bấy giờ Ngài nói lên bài kệ cảm khái như sau: Mạng sống có hạn hay vô hạn, đạo sĩ từ bỏ không kéo dài, nội tâm kiên nhất, trú thiền định như thoát áo giáp, đang mang mặc.